Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và sau đây là lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Điện tạc tấn công làm tê liệt bảy trang web của Tổng giáo phận Saint Louis liên tục trong 11 ngày thiệt hại của Tổng giáo phận St. Louis liên quan đến vụ tấn công bằng ransomware. Cuộc tấn công ransomware vào các trang web của Tổng giáo phận St. Louis gây lo ngại trước khả năng tấn công của điện tặc Trung Quốc. Cửa hàng bán kem Á Căn Đình sống được trong thời đại dịch coronavirus nhờ sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi cùng những tin khác. Điện tạc tấn công làm tê liệt 700 web của Tổng giáo phận St. Louis liên tục trong 11 ngày. Một cuộc tấn công bằng ransomware đã làm tê liệt 700 web của Tổng giáo phận St. Louis, nhưng dữ liệu đã không bị đánh cắp trong cuộc tấn công. Tổng giáo phận đã cho thông tấn xã Catholic News gọi tắt là CNA biết như trên. Hàng lạc website liên kết với Tổng giáo phận đã được tắt máy để đối phó với cuộc tấn công. Vào ngày 16 tháng 11, công ty lưu trữ trang web của chúng ta đã trải qua một chiến dịch tấn công đồng loạt được phối hợp với nhau và được thực hiện bằng ransomware để bảo đảm cho dữ liệu không bị đánh cắp và nguyên vẹn đối với một số lượng hạn chế các trang web bị ảnh hưởng, bao gồm cả các website của chúng ta, các máy chủ có liên quan đã được tắt đi. Tổng giáo phận San Louis thông báo cho người công giáo vào tuần trước. Sau khi điều tra thêm và hết sức thận trọng, công ty lưu trữ của chúng ta đã gỡ bỏ toàn bộ hệ thống của họ xuống để đảm bảo rằng dữ liệu của chúng ta không bị xâm hại. Nhóm bảo mật dữ liệu của chúng ta đang làm việc cần mẫn để loại bỏ những mối đe dọa và khôi phục sao cho trang web của chúng ta có thể hoạt động với công suất đầy đủ. 7 URL của tổng giám phần bị ảnh hưởng, trong số đó có astil.org steelreview.org và các trang dành cho nghĩa trang tổng giáo phận và các trang gây quỷ. Một phát ngôn viên của tổng giáo phận nói với CNA hôm thứ Ba rằng, Chúng tôi không có thông tin về lịch trình dự kiến cho việc khôi phục trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã được thông báo rằng không có data space nào của Tổng giáo phận St. Louis bị xâm phạm và công ty lưu trữ đã gỡ các trang web của chúng tôi xuống để bảo vệ chúng tôi, người phát ngôn nói thêm. thiệt hại của Tổng giáo phận St. Louis liên quan đến vụ tấn công bằng ransomware. Kính thưa quý vị và anh chị em, ransomware là một thủ đoạn tấn công mà các trang web bị chiếm dụng chỉ được hoạt động lại sau khi trả tiền chuộc cho bọn tội phạm. Trong một số trường hợp, tin tặc đe dọa sẽ tiết lộ dữ liệu bí mật thu được từ cuộc tấn công trừ khi chúng nhận được tiền chuộc. Theo các thông tin từ Tổng giáo phận St. Louis, các dữ liệu đã không bị xâm hại tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là vào đúng ngày lễ tạ ơn, trang web chính của tổng giáo phận đã được khôi phục và cho đến hôm nay tất cả các trang web đã hoạt động trở lại. Một vấn đề tế nhị được nhiều người nêu ra là liệu tổng giáo phận có phải trả tiền chuộc cho bọn điện tặc hay không? Maria Lamakis, giám đốc truyền thông đa phương tiện của tổng giáo phận nói với CNN rằng vì vụ tấn công xảy ra với công ty lưu trữ. Vấn đề có trả tiền chuộc hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào tổng giáo phận. Việc trả tiền chuộc hay không là do nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ quyết định, cô Lamarckis giải thích. Chúng tôi hiểu rằng nhà cung cấp đang làm việc với các cơ quan liên bang về vấn đề này, cô nói thêm. Cuộc tấn công ransomware vào các trang web của tổng giáo phận Saint Louis gây lo ngại trước khả năng tấn công của điện tặc Trung Quốc. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, nơi các nhóm điện tặc tiếng Anh gọi là hackers hoạt động một cách lén lút, Trung Quốc là nơi các điện tặc hoạt động công khai, được nhà nước hỗ trợ và nhiều nhóm được trả lương như các viên chức nhà nước. Tháng 5 năm 2017, các nhóm điện tặc Trung Quốc đã tung ra một cuộc tấn công khổng lồ trên quy mô toàn cầu bằng ransomware, gây kinh ngạc cho thế giới. Sau cuộc tấn công này, nhiều biện pháp phòng thủ đã được áp dụng nhằm hạn chế khả năng tấn công và giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, cuộc tấn công ransomware vào các trang web của Tổng giáo phận San Louis gây lo ngại rằng khả năng tấn công của điện tặc Trung Quốc đã có thể vượt qua được các phương pháp đã được nghiên cứu và triển khai trong hơn 3 năm qua. Nhân đây, chúng tôi xin nhắc lại với quý vị và anh chị em một vài diễn biến liên quan đến cuộc tấn công hồi tháng 5 năm 2017. Từ hôm thứ Sáu 12 tháng 5 năm 2017, điện tặc đã tấn công vào một con số khổng lồ các máy điện toán trên thế giới bằng một chương trình gọi là WannaCry, có khả năng lây lan rất nhanh trên máy tính cá nhân và trên những network rất lớn. Cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, nhưng có thể gây ra cả các trường hợp tử vong vì các bệnh viện tại Anh đã phải từ chối các bệnh nhân mới và nhiều ca phẫu thuật đã phải đình hoãn. Máy điện toán của những nạn nhân bị tấn công bị khóa không thể làm gì cả cho đến khi nạn nhân trả một số tiền chuộc là 300 mỹ kim qua phương thức thanh toán Bitcoin. Khi con số các nạn nhân gia tăng, số tiền chuộc đã tăng gấp đôi là 600 Mỹ Kim vào hôm thứ Hai 15 tháng 5 năm 2017. Đầu tiên, các chuyên viên điện toán cho rằng cuộc tấn công này xuất phát từ Bắc Hàn, nhưng các phát triển sau này cho thấy nó đến từ Trung Quốc. Thông tấn xã Reuters ước lượng hơn 300.000 máy điện toán trên thế giới đã bị tấn công tại 150 quốc gia kể từ hôm thứ Sáu 12 tháng 5 năm 2017. Lý do người ta nghi cho Bắc Hàn là vì nhiều đoạn thảo chương tìm thấy trong chương trình WannaCry này là những đoạn thảo chương đã được dùng bởi nhóm Lazarus. Nhóm này được nhiều người xác định là một hoạt động điện tạc của Bắc Hàn. Tuy nhiên, một nước nhỏ như Bắc Hàn không có đủ tài nguyên và nhất là không có khả năng có các định chế tài chính để thu tiền chuộc của các nạn nhân. Bắc Hàn chỉ có khả năng phá hoại cho vui, cho thỏa mãn lòng căm thù, chứ không có khả năng tấn công để làm tiền. Các cuộc tấn công hồi tháng 5 năm 2017 được ghi nhận là một trong các chiến dịch làm tiền lây lan nhanh nhất trong lịch sử. Thủ đoạn tấn công điện toán và đòi tiền chuộc này, được gọi là ransomware, đã bắt đầu xảy ra vào năm 2005 và ngày càng trở nên tinh vi. Hiện nay, các ransomware không chỉ có khả năng tấn công các máy desktop và laptop mà còn có thể tấn công cả những điện thoại di động. Năm 2015, một loại ransomware được ngụy trang dưới hình thức một chương trình ứng dụng tên là PornDroid, hứa hẹn sau khi cài đặt các điện thoại cầm tay có thể truy cập miễn phí vào các hình ảnh khiêu dâm. Tuy nhiên, ứng dụng này sau khi cài đặt đã bị khóa điện thoại của nạn nhân, thay đổi PIN number và đòi 500 mỹ kim tiền chuộc bi hài đến mức khó tin được là cả cảnh sát Mỹ cũng phải đóng tiền chuộc. Thật vậy, một máy tính cảnh sát ở Swansea, Massachusetts cũng bị tấn công và sở cảnh sát đã quyết định trả tiền chuộc khoảng 750 Mỹ Kim. Virus này rất phức tạp và thành công nên chúng tôi đành phải mua những bitcoins trả tiền chuộc là điều chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến thanh tra cảnh sát Rory Ryan của Swansea nói với tờ Hero News. Để tránh khỏi bị tấn công, bạn đừng bao giờ mở xem những file đính kèm trong một email không hề mong đợi, đặc biệt nếu nó đến từ một người chưa hề quen biết. Bạn cũng đừng lang thang quá nhiều trên nét. Đừng vào những website lạ. Thế giới xa ngã này đầy rẫy những hình ảnh dâm dục trên nét. Xem những hình ảnh đấy là một tội lỗi với các hậu quả nghiêm trọng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết, xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế tua jesus christus ngợi khen chúa Giêsu kitô 30% Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như xăm Hoa Kỳ, xăm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 hoặc ghé trang nhà tự lực com